Chào mọi người, mình tên là Anzu. Mình là một chàng trai mang đầy sự nhiệt huyết, đầy lòng hoài bão cùng với trái tim chân thành. Mình có một người bạn tên là Bé Mỡ. Bé Mỡ chỉ một phần rất quan trọng trong cuộc sống của mình. Mọi người nghĩ sao về một chàng trai yêu thích động vật như mình? Trong đời sống nội tâm, mình có quan điểm rằng tình yêu là việc kết nối với trái tim và tâm hồn. Nếu không thể tìm thấy được sự kết nối với đối phương, thì dù có đúng người nhưng không đúng thời điểm, mình và người ấy cũng sẽ không thể có cái kết đẹp. Cuộc sống của mình đã có lúc chỉ xoay quanh công việc và việc trau dồi, phát triển bản thân. Như hiện tại, mình có mặt ở đây vì mình tin rằng tình yêu là một thứ quan trọng mà mình muốn tìm kiếm bây giờ. Một người có thể kết nối với mình chính là người sẵn sàng chia sẻ với mình mọi khoảnh khắc trong cuộc đời và tận hưởng những giây phút bình yên trong cuộc sống.